chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Capisola của công ty Capitec. Hôm nay mình sẽ giới thiệu các bạn một cái siêu phẩm đèn liền thể đến từ thương hiệu Blue Carbon, một trong top 5 nhà cung cấp đèn năng lượng mặt trời hàng đầu Trung Quốc. Nếu các bạn nào có khách hàng hay có bạn ở bên Trung Quốc thì nhắc đến thương hiệu Blue Carbon thì mọi người sẽ rất là biết là nhãn hàng đèn chất lượng. Và cái mẫu đèn này là mẫu đèn công suất 80W nha các nhà. Pin liền thể, đây là khi mà ship hàng thì bên em sẽ đi một cái kiện hàng nó gọn như thế này để mình có thể ship được đi xa cũng như là bảo đảm. Ngoài ra là có cái bọc, cái lớp chống sóc ở phía bên ngoài. Đây là cái hộp đèn nha các nhà. Đây, Blue Carbon Integrated Solar đây. Đây là đèn liền thể. Thì cái mã đèn này là 80W nha, OLED 80W. Thì cái thông số đèn nói em nói sơ thôi, tí em sẽ mở ra mà cho mình cùng xem luôn chi tiết ở bên trong. Thì đây là loại đèn Blue Carbon, pin là 3.2V và dung lượng pin là 100Ah nha các nhà. 100Ah là chứ không phải là thường đâu, mà pin là pin LiFePO4. Bảo đảm với cả nhà là cái đèn này là 2-3 ngày mưa là bình thường, một lần nó sạc đầy khoảng 6-7 tiếng, sạc đầy đi rồi là mình xài 2-3 ngày là vô tư. Và cái đèn, cái độ sáng của cái đèn này là 6000 lumen thừa và 60W LED, thường chip LED là chip LED green của Mỹ nha. Còn kích thước đèn thì tí em sẽ đo, nhưng mà theo thông số của nhà sản xuất là chiều dài của đèn này nè 1m05, chiều rộng của đèn là 384mm, là gần 40cm đây cả nhà ha. Cái hộp thì nó to hơn. Rồi chiều dày là khoảng 20cm. Tí em sẽ đo trực tiếp cho các nhân mình cùng xem. Thì IP là 66 nha, đèn cực xịn luôn. Đây là đèn, một cái đèn siêu phẩm. Nếu các bạn có công trình hoặc là những cái gia đình nào mình cần những cái sản phẩm đèn chất lượng có tính thẩm mỹ cao, mình có thể quan tâm. Và chất liệu là nhôm. Rồi bây giờ em sẽ mở hộp ra cho cả nhà mình cùng xem nha. Đèn này 80W cả nhà nha. Cái tấm pin là rất là lớn luôn. Rồi, cái này em đọc thông số để chia sẻ với cả nhà. Còn bây giờ thì em sẽ mở hộp cái đèn này ra cho cả nhà mình cùng xem. Đây là em của khách đặt giao đèn đi lưu cho một anh chuyên về đèn trang trí, là một kiến trúc sư rất là nổi tiếng ở Bạc Liêu nha cả nhà. Đây, cái đèn là nó có cái đầy đủ các thông số rất là rõ ràng nha cả nhà, của Blue Carbon Technology từ bên Trung Quốc nha cả nhà ha. Đây sản phẩm mới 2022 luôn. Rồi, để em bắt đầu em mở ra cho mình xem cái sản phẩm này. Em quay từ xa trước xong rồi em sẽ quay gần cả nhà mình xem trước nha. Đèn này phải nói là cực khủng luôn nữa là các. Cũng không ngờ nó to đến như thế này. To quá. Phải nói rất là nặng luôn. Đây nha. Em không biết khách hàng ở khu vực nào chứ phải nói là rất là to. Nhà mình mà có điều kiện mà lắp cái đèn này thì coi như là quá ư là tuyệt vời luôn. Rồi, đây cái nha, nhìn tổng thể cái đèn nó chỉ có vậy thôi. Rồi, bây giờ đây em sẽ tháo cái phần chống này ra, mút này ra, sẽ quay gần hơn cho cả nhà mình cùng xem về cái sản phẩm đèn này. Công suất này tới 80W rồi. Và nó là cực kỳ sáng luôn. Pin thì cũng cái này nhà mình có điều kiện mình treo khoảng 5-6m nữa thì ok luôn. Và nó cực kỳ ok. Đây. Đây cả nhà. Ây chà. Ây à, bưng cái này lên mặt hơi bị nặng đấy. Rồi, bây giờ em sẽ quay
quay để lấy thước anh đo trước cho cả nhà mình đó. Xem nha, thước thực tế của cái đèn này luôn. Đây, 1m03, 1m03, 38cm nha cả nhà ha. Còn chiều dày, dày của cái đèn này khoảng 10cm. Rồi giờ em sẽ quay quay gần lại cho cả nhà mình cùng xem nè. Rồi rồi cả nhà, có một mình vừa quay vừa chuẩn bị hàng cho khách thì đây cả nhà ha. Cái này là cái tấm pin, nhà nhìn biết là gì không, mono luôn đấy. Đây có mã số này, cả nhà nhìn xem cái đem quay rất là kỹ cái độ hoàn thiện ở xung quanh này, những cái ốc vít này rất là hoàn thiện, rất là tốt, siêu phẩm blue carbon luôn nha cả nhà. Rồi hoàn thiện cực kỳ tốt luôn nha. Nhà anh chị là mình có điều kiện mua cái sản phẩm đèn này thì xài phải nói là không còn gì để chê. Ây chà, hơi nặng, sorry cả nhà ha. Rồi đây em đây em quay cho cả nhà nha. Một mình thao tác nó hơi khó một chút xíu. Đây, nãy là mình quay ở phía trên đó, phía tấm pin đó. Rồi bây giờ em sẽ quay ở phía dưới của đèn ha, cho cả nhà mình xem ha. Đây, mức độ hoàn thiện rất là tốt nha cả nhà. Đó, rất là sắc sảo luôn. Rồi, cực kỳ sắc sảo này. Ốc vít này, hàng quá khủng luôn. Rồi cái những cái chip led này cả nhà. Chip led của Green của Mỹ. Thì cả nhà nhìn thấy không? Đẹp. Đẹp lung linh luôn. Đẹp lung linh luôn đây. Đây là những cái bóng led này cả nhà ha, bóng hình cầu. Đây là mỗi một hàng là có 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18 19 20 5 20 100 bóng led nha. 100 bóng led luôn cả nhà. Thêm bảo hành thì đủ. Đây, blue carbon 80W 5V 16A. Maximum power 16A. Dòng 6.28 này, 13.8 này. Dư đường nhiệt độ đèn này phải nói là siêu khủng để mang cho những khách hàng nhu cầu hàng chất lượng và có sự thẩm mỹ nữa thì rất là tốt cả nhà ha. Rồi ok, một cái chia sẻ với cả nhà để em mình phải rất là đẹp luôn cả nhà ơi, tuyệt vời luôn, ư là đẹp luôn, quá đã.